Hôm nay mình xin giới thiệu một tiện ích là trong Gmail thì chắc hẳn các bạn cũng sử dụng Gmail thì do tính chất công việc hoặc là chúng ta không nhớ thì chúng ta có thể thiết lập Gmail gửi một cách tự động hoặc là gửi là hẹn giờ gửi mail. Thì để làm công việc đấy thì chúng ta có thể làm như sau: vô trình duyệt và chúng ta truy nhập vào địa chỉ. Như đây thì mình dùng Firefox hoặc là Chrome thì cũng được. Mình vô và mình vô địa chỉ là writingbook.com và vô đây thì nó có install now nè, thì mình ấn install. Đây, mình upload. Bắt ra return lại trình duyệt thì người ta thôi. Rồi, chúng ta vào Gmail của chúng ta. Rồi, chúng ta thử soạn. Ok, chấp nhận. Này nó muốn đính chính cho chúng ta thôi. Đã chấp nhận thôi. Ok, đây là mấy cái bản giá mình chơi free thôi. À, ví dụ thì chúng ta soạn một bức thư mail thì tới đây này, chủ là test thử nghiệm. Thì chúng ta soạn thảo xong thì ở dưới nút gửi nó có cái send tester này, chúng ta có thể nhấn như đây. Đây là nó có cho chúng ta 1 giờ sau sẽ gửi, hoặc là 2 giờ, 3 giờ, hoặc là ngày mai, hoặc là chiều mai. Thì chúng ta có thể ấn định một cái thời gian nào đây, như ví dụ như đây. Đây, cộng vô hoặc là vô đây stem này, ngày tháng rồi giờ, múi giờ, ngày tháng năm rồi đó. Rồi chúng ta nhấn vô chúng ta thiết lập thôi. Thiết lập xong thì chúng ta có thể gửi. Đây. Đây, đây một mình thiết lập mà 2 giờ sau nó sẽ gửi cái mail này. Thì chúng ta có thể quan tâm và chú ý đến cái tiện ích này trong trình Gmail. Thì hẹn các bạn ở clip sau nha. Xin chào các bạn.